Chị các bạn, chào mừng các anh chị các bạn quay trở lại với series video xây dựng bộ phận hoặc là phòng kinh doanh hiệu quả. Đây là video số 2 và phần thứ 3 trong slide. Trong video này thì tôi sẽ giúp các anh chị và các bạn là xác định cho mình cái năng lực cạnh tranh là gì. Có 20 cái nguyên lý để mà tăng trưởng doanh số rồi. Vậy thì chúng ta phải xác định lại chúng ta có lợi thế gì để chúng ta cạnh tranh với đối thủ. Thì cái phần 3 La Mã video số 2 là xác định năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, của người bán. Trả lời cho câu hỏi là chúng ta có gì để cạnh tranh và chúng ta nên cạnh tranh như thế nào. Đấy. Thế thì ở đây tôi có thể đưa cho các anh chị khoảng 8 cái yếu tố để cạnh tranh. Vâng, thực tế thì có thể có nhiều hơn như vậy. Nhưng mà trong video này thì giới thiệu và phân tích với các anh chị 8 cái yếu tố để xác định cái năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Một trong 8 yếu tố này, hoặc là nhiều yếu tố trong 8 yếu tố này. Thứ nhất là giá, thứ hai là sản phẩm và dịch vụ, thứ ba là kênh phân phối, thứ tư là lợi nhuận, thứ năm là tài chính, thứ sáu là các hoạt động marketing, truyền thông, và thứ bảy là dịch vụ, đúng không ạ? Và thứ tám là các cái lợi thế và sự khác biệt khác. Đầu tiên thì ta sẽ nói về giá. Vâng. Thế thì ví dụ như là nếu mà chúng ta có năng lực cạnh tranh nhờ giá, có nghĩa là chẳng hạn như là chúng ta có giá tốt, giá thực sự sốc, cùng với cái sự tương đương về chất lượng nhé. Chứ còn nếu mà giá của chúng ta rẻ mà không tương đương về chất lượng thì không được coi là năng lực cạnh tranh, không được coi là một cái yếu tố cạnh tranh tốt. Ví dụ như giá của chúng ta rẻ thực sự do một vài cái cách thức của chúng ta làm, ví dụ như là chi phí sản xuất của chúng ta thấp, lợi thuế nhờ quy mô của chúng ta lớn. Thí dụ như là chúng ta sản phẩm số lượng lớn, đúng không? Chúng ta quản trị tốt, công nghệ của chúng ta hiện đại, chúng ta sản xuất ra được cái giá thành nó rẻ hơn so với thị trường, hoặc là cái phương pháp của chúng ta sản xuất rẻ hơn. Đó. Thì nếu như mà chúng ta có lợi thế về giá là một trong những cái lợi thế cạnh tranh rất là tốt, thì chúng ta sẽ đánh vào yếu tố giá cả để khi cạnh tranh. Nhưng mà trong cái tương quan về chất lượng nhé, thí dụ như là bây giờ các bạn thấy đấy, chẳng hạn như điện thoại iPhone, các bạn dùng một cái điện thoại của Trung Quốc, các bạn nói rằng là lợi thế của nó rẻ hơn, thì cái sự cạnh tranh đấy là không chính xác và nó không phản ánh hết được cái năng lực cạnh tranh. Được chưa ạ? Vâng. Thế thì ở đây chúng ta phải xác định được phân khúc cũng như là cái chất lượng tương xứng với cái giá thành. Cùng với một cái giá thành như này, bây giờ các bạn bán 30 triệu cái điện thoại này, nhưng mà tôi bán 25 triệu thì rõ ràng là tôi đang có lợi thế hơn. Đó. Mà người ta sẽ cảm thấy là rất là sốc vì sao tôi lại bán được như vậy. Ok, các bạn hiểu vấn đề chưa ạ? Đấy là chúng ta phải xác định được cái năng lực về mặt giá. Thứ hai là chúng ta có thể căn cứ vào cái sản phẩm. Ví dụ như là sản phẩm của chúng ta khác biệt về sản phẩm, rồi thì công nghệ lõi. Có những cái sản phẩm thực sự là sử dụng những công nghệ rất là mới, đúng không ạ? Thí dụ như là ChatGPT, thí dụ như là Midjourney, những cái phần mềm AI đó. Hay là chúng ta cũng có thể thấy là khác biệt về bao bì, về thiết kế, mẫu mã sáng tạo. Ví dụ như là cái bao bì của chúng ta thiết kế rất là đẹp, rất là chuyên nghiệp và rất là thông minh. Đấy, thì điều đấy cũng thu hút khách hàng được nhiều hơn. Hoặc là các cái sản phẩm mới thực sự đột phá, thí dụ như xe điện, xe hơi điện, thì chúng ta phải có cái năng lực cạnh tranh như vậy. Mẫu mã đẹp, nội thất đẹp, sử dụng công nghệ xe hơi điện và có rất nhiều các cái tính năng phần mềm hấp dẫn, hỗ trợ cho người sử dụng rất là mới lạ, đem đến những cái trải nghiệm hoàn toàn mới. Thí dụ như xe điện của Tesla, xe điện của VinFast, vân vân. Thứ tư trong cái yếu tố về sản phẩm đó là xây dựng được hệ sinh thái. Chúng ta có hệ sinh thái khiến khách hàng chạy vòng quanh trong cái hệ sinh thái của chúng ta, không đi ra ngoài được.
thì chúng ta có lợi thế rất lớn về sản phẩm, có sản phẩm phễu, có sản phẩm chủ đạo, có sản phẩm đi sau thị trường, và các sản phẩm đều được chấp nhận. Thí dụ như là Microsoft hay Google hay là Amazon đều xây dựng được hệ sinh thái, hoặc ở Việt Nam thì có tập đoàn Vingroup, tập đoàn Viettel có thể xây dựng được hệ sinh thái rất là tốt. Tiếp tục, đấy là sự đa dạng về sản phẩm. Đấy, ví dụ như là mình có sự đa dạng rất lớn, cái khả năng sản xuất mẫu mã liên tục, mẫu mã ra liên tục khiến cho đối thủ không thể nào bắt kịp được mình. Về màu sắc, về kiểu dáng, về kích thước, về chất liệu, về tính ứng dụng, vân vân. Thì đấy cũng là một cái lợi thế rất là lớn khi mà chúng ta nói về sản phẩm. Và cái yếu tố mà nói về sản phẩm là một trong những yếu tố quan trọng, vô cùng quan trọng khi cạnh tranh. Nếu mà sản phẩm mà nó kém chất lượng rồi thì rất là khó để có thể đem đến một cái khả năng kinh doanh trong dài hạn, hoặc là chúng ta chỉ có thể chộp giật và lừa đảo được khách hàng một thời gian ngắn thôi. Khi họ có những cái trải nghiệm về sản phẩm, về dịch vụ rồi thì họ sẽ quay lưng, họ sẽ mua sản phẩm khác, hoặc thậm chí họ sẽ tẩy chay. Thí dụ như chúng ta thấy là cách đây khoảng độ 20 năm, hơn 20 năm về trước, các cái dòng xe máy của Trung Quốc, các cái xe máy chạy xăng ấy, như là tôi vẫn nhớ là những cái thương hiệu như xe máy Bách Khan vân vân, không phải là Bách Khâm đâu mà nó là Bách Khan, bán rất là nhiều, nhưng sau đó khoảng 5 năm, 7 năm bắt đầu nó lụi dần, nó chết, chết hẳn luôn. Bởi vì là người ta thấy là đi cái xe đấy nó quá là đều, nó quá là nhanh hỏng, rồi thì cái xe nó như là cái đồ hàng mã ấy. Thế và đấy là lý do tại sao mà xe Honda nó tiếp tục phát triển và nó giữ vững thị trường, và nó càng ngày nó chiếm cái thị phần càng lớn, và thậm chí đến bây giờ nó chiếm thị phần chi phối luôn, đúng không ạ? Rồi thì chúng ta đầu tư cho hoạt động nghiên cứu và phát triển sản phẩm để tạo ra những cái sản phẩm mới. Đấy, thí dụ như là iPhone, đúng không ạ? Tiếp tục phát triển những cái sản phẩm mới, iPhone 15, 16, 20, rồi thì kính Vision của Apple vân vân. Rồi thì rất nhiều những cái sản phẩm chúng ta có thể thấy trong tương lai, như là xe hơi điện, như là xe hơi công nghệ vân vân. Thì cái việc cạnh tranh bằng sản phẩm là một trong những yếu tố rất là quan trọng. Nhưng chất lượng nó chỉ nói lên một yếu tố, một phần thôi, bởi vì chất lượng nó còn tương ứng với giá thành. Bởi vì nếu mà chúng ta đầu tư cho sản phẩm cực kỳ tốt thì giá thành nó sẽ rất cao và nó đứng ở trên chóp như này, thì chúng ta cũng không thể bán được nhiều cho khách hàng. Cho nên chúng ta phải cân đối trong cái yếu tố về mặt chất lượng, mặt khác biệt, bao bì, đúng không ạ, công nghệ, nhưng mà lại phải phù hợp với yếu tố về giá thành. Đó, nếu mà giá thành của chúng ta bán một chiếc xe hơi, tôi giả sử như là VinFast chúng ta bán 3 tỷ hay là thậm chí là đắt hơn nữa 5 tỷ thì chắc chắn là sẽ không thể tiếp cận được thị trường Việt Nam. Bởi vì người Việt nhìn chung là mua một chiếc xe hơi, người ta sẵn sàng chấp nhận ở mức khoảng 1 tỷ. Đấy, có thể hơn kém một chút, là cái mức này là dễ chấp nhận. Còn 2 tỷ thì bắt đầu kém hơn, hoặc 3 tỷ thì gần như là số lượng người mua xe rất là ít. Đấy, các bạn thấy là cũng có những cái xe của những cái hãng như là Lexus hay là Range Rover hay là Mercedes vân vân, nhưng mà số lượng bán rất là nhỏ, và số lượng bán nhỏ như vậy thì sẽ chỉ phù hợp với công ty thương mại, công ty lắp ráp, nó không thể phù hợp với công ty sản xuất. Công ty sản xuất là nó phải khấu hao và lượng cán bộ công nhân viên nó vô cùng lớn, cho nên nó buộc phải có cái số lượng sản phẩm bán lớn, mà số lượng sản phẩm bán lớn cho nên là nó phải có giá thành hợp lý. Đấy, rồi thì sau đó nó phải có thu thêm các cái dịch vụ khác nữa. Dịch vụ khác ví dụ như là sạc điện tôi cũng có lãi, sửa chữa bảo dưỡng xe tôi cũng có lãi. Các bạn biết rằng là Apple bán một cái điện thoại di động là đã lãi rất nhiều tiền rồi, nhưng mà chưa xong, nó còn bán iCloud, đúng không? iCloud nó cứ, các bạn biết rồi, bây giờ nó bán khoảng 3 đô gói thấp nhất một tháng, rất là nhỏ, nó khoảng 6-70 nghìn thôi, rất là nhỏ. Thế nhưng mà doanh thu riêng của từ iCloud nó khoảng 6 tỷ đô. Vâng, 6 tỷ đô doanh số trên toàn cầu. Tất nhiên 6 tỷ đô thì nó đóng góp vào cái tổng
doanh thu của Apple nó rất là nhỏ. Đấy, bởi vì doanh thu của Apple nó bán từ iPhone, từ MacBook, từ iPad đến đồng hồ vân vân, thì iCloud chiếm tỷ trọng rất nhỏ. Nhưng mà các bạn hình dung là nếu mà so với các doanh nghiệp Việt Nam thì bao nhiêu doanh nghiệp Việt Nam có doanh thu 6 tỷ đô? Không có, rất ít. Rất ít doanh nghiệp Việt Nam có thể đạt đến doanh thu 6 tỷ đô một năm. Chỉ riêng bán cái iCloud thôi. Đấy là tôi đang nói về cái gì? Hệ sinh thái bán thêm một cái dịch vụ rất nhỏ thôi. Đúng không ạ? Như vậy chúng ta phải xác định là cái năng lực cạnh tranh của chúng ta nó phải đến từ sản phẩm, mà chúng ta phải dựa trên các yếu tố khác biệt, yếu tố công nghệ, yếu tố bao bì, thiết kế, sự thông minh, yếu tố về thương hiệu, bản quyền, sáng chế, đúng không ạ? Các sản phẩm mới thực sự đột phá, đúng không ạ? Rồi thì chúng ta xây dựng được hệ sinh thái của khách hàng, vân vân. Rồi chúng ta cũng có phòng R&D. Các cái doanh nghiệp lớn ở trên thế giới họ luôn luôn có cái phòng R&D để họ làm gì? Để họ liên tục tạo ra những sản phẩm mới để thu hút thêm cho các cái khách hàng và thỏa mãn những cái nhu cầu thậm chí là khách hàng còn chưa biết. Các yếu tố như là phân phối độc quyền, thí dụ như điện, thí dụ như xăng, đúng không? Thì họ có năng lực cạnh tranh rất mạnh. Hiện nay thì các công ty xăng dầu vẫn đang ở thế độc quyền và có khả năng định giá thị trường rất là tốt. Nhưng có thể trong 20 năm tới, một công ty độc quyền về xăng dầu sẽ không còn mạnh bằng một công ty độc quyền về điện. Đấy, bởi vì dần dần các loại xe máy, xe ô tô, xe tải, người ta sẽ chạy điện hết, người ta không còn sử dụng xăng dầu nữa hoặc là có sử dụng rất ít. Đấy. Năng lực cạnh tranh về sản phẩm ở đây cũng có thể là sự hiểu biết sâu và rộng, chuyên sâu về ngành. Thí dụ như là tôi có làm việc một công ty sơn của Nhật Bản. Các bạn biết là họ có một cái quyển catalog dày như này. Và họ có hàng chục quyển như thế. Là vol 1 cho đến vol 10. Mỗi một quyển toàn nghìn mấy trăm trang. Họ sâu đến mức mà có hàng nghìn loại sơn, có hàng nghìn loại sơn khác nhau. Sơn kim loại, sơn gỗ, đúng không ạ? Sơn nước, cái gì cũng có. Đó. Xong về chổi sơn, họ cũng có hàng nghìn mẫu chổi sơn. Xong thì thang để sơn, xong thì thước để sơn, xong thì tất cả những cái gì mà tôi biết, rồi thì phụ kiện cho ngành sơn, rồi bảo hộ lao động trong ngành sơn, hóa chất để pha chế trong ngành sơn, khẩu trang, rồi thì các cái đồ dùng cho người lao động. Các bạn tưởng tượng là nó nhiều đến mức mà nó có hàng chục cuốn catalog, mỗi cuốn dày hàng nghìn trang đến 1.500 trang dày như này. Thì tôi mới hiểu rằng là tại sao họ có thể trường tồn đến như vậy. Bởi vì họ tham gia rất sâu vào một ngành. Đấy. Sơn thì cái gì cũng có, mà cái gì cũng là tốt nhất, và phụ kiện của ngành sơn họ đa dạng kinh khủng khiếp. Như vậy thì họ sẽ có sức mạnh về cái sự cạnh tranh đối với sản phẩm. Họ cũng có những cái lợi thế cạnh tranh rất lớn, đúng không ạ? Vâng. Và họ trở thành bá chủ của ngành. Rồi, các yếu tố về công nghệ thì cũng đã nói rồi, đúng không ạ? Yếu tố công nghệ kỹ thuật cao. Tiếp theo là kênh phân phối. Vâng, kênh phân phối. Thế thì ví dụ như mình cũng có thể sở hữu một kênh phân phối rộng khắp, có thể bán toàn quốc, kênh phân phối tự thiết lập, có lợi thế rất lớn về kênh phân phối về mặt bằng. Cũng có thể phát triển được rộng khắp trên toàn quốc hoặc trên toàn cầu. Cũng có thể phát triển được kênh phân phối online hoặc là offline. Online thông qua các nền tảng như website, Facebook, TikTok, Zalo, YouTube, Google. Ra nước ngoài thêm các cái nền tảng Alibaba, AliExpress, rồi thì Amazon, SC, vân vân. Thế thì chúng ta xây dựng kênh phân phối. Nếu mà kênh chủ sở hữu như là thế giới di động, như là điện máy xanh, thì ưu điểm rất lớn là chúng ta kiểm soát được kênh. Nhưng mà nhược điểm là chi phí cũng rất là cao, rủi ro rất là cao, vì chúng ta xây kênh không cẩn thận là chúng ta sẽ thua lỗ. Thế nhưng mà nếu mà chúng ta sử dụng kênh của người khác bằng cách là chúng ta phát triển hệ thống nhà phân phối cấp 1, phân phối cấp 2, cấp 3, đại lý cấp 1, cấp 2, cấp 3, thì ưu điểm là chúng ta sẽ mở rất nhanh.
nhưng nhược điểm là họ cũng sẽ bán cho rất nhiều hãng và mình không thể kiểm soát được. Đấy, thì mọi thứ đều phải chấp nhận cái ưu và nhược, chúng ta phải phân tích mô hình SWOT, sau đó thì chúng ta triển khai. Hoặc là trong từng giai đoạn, ví dụ như mình yếu thì mình có thể là sử dụng kênh của người khác, mình cộng tác với người ta, nhưng sau này mình bắt đầu mạnh lên thì mình dần dần mình xây thêm các cái điểm phân phối khác, hoặc thậm chí là mình sẽ nhảy vào mình phân phối luôn. Thí dụ như là trong ngành dược phẩm đúng không ạ, thì có Pharma City, các bạn biết là họ dẫn đầu thị trường, bây giờ họ có một hàng nghìn điểm bán. Sau đó những cái hãng tiếp theo mới đi vào học, như là Long Châu đang đuổi theo khoảng độ 400 điểm bán. Đấy, rồi thì một số những cái nhà phân phối khác cũng nhảy vào. Đấy, nhưng mà không thể hiện là họ có sức mạnh như là Pharma City, vì họ đã đi trước, họ đã âm thầm phát triển hệ thống phân phối trên toàn quốc với một cái số lượng các điểm bán rất lớn, nhận diện chuỗi rất là rõ ràng, yếu tố thương hiệu mạnh. Vâng, tiếp theo đó là yếu tố về lợi nhuận. Thí dụ như các cái sản phẩm có lợi nhuận cao thì chúng ta sẽ có nhiều chi phí để thực hiện các hoạt động marketing, hoạt động bán hàng, hoạt động thưởng. Đấy, chúng ta tạo ra các chương trình chiết khấu rất mạnh mẽ, đúng không ạ? Và chúng ta có thể chạy quảng cáo, chạy marketing, chúng ta chốt đơn. Tuy nhiên thì lợi nhuận cao thì cũng sẽ có dẫn đến tình trạng là sẽ dần dần cái biên độ nhận nó thấp hơn, và đối thủ sẽ phát triển các sản phẩm tương tự hoặc là sản phẩm thay thế. Đó, thì chúng ta cũng cần lưu ý trong quá trình định giá. Nếu mà chúng ta định giá thấp thì chúng ta sẽ ưu điểm là giá của sản phẩm sẽ thấp, cạnh tranh dễ hơn, nhưng mà nhược điểm là không có chi phí để thực hiện. Không có chi phí để thực hiện các hoạt động chiết khấu, hoạt động tặng thưởng, thưởng tháng, thưởng quý, thưởng năm, thưởng du lịch, thưởng đơn hàng, thưởng mở đại lý mới, rồi thì thưởng cuối năm, thưởng chăm sóc khách hàng, vân vân, thưởng xe hơi, thậm chí là thưởng vàng, thưởng bạc, rất nhiều các chương trình, thì nó đều phải được lấy từ chi phí bán hàng ra, đúng không? Và như vậy nó có đủ lợi nhuận. Lợi nhuận ở đây thì có thể là lợi nhuận cao nhân với một cái sản lượng vừa phải, hoặc là lợi nhuận thấp nhưng mà lại nhân với một cái sản lượng lớn thì cũng vẫn có lợi nhuận. Tiếp theo đấy là chúng ta cũng có thể dựa trên năng lực tài chính. Chúng ta xác định nếu mà chúng ta là một cái tập đoàn lớn, doanh nghiệp lớn, có khả năng tài chính dồi dào vững mạnh, thế thì chúng ta sẽ dựa trên yếu tố về quy mô, đúng không ạ? Rồi thì yếu tố về rào cản gia nhập thị trường có dễ dàng hay không. Ví dụ như làm xe hơi thì rào cản gia nhập thị trường là rất cao, không phải là ai cũng có thể nhảy vào làm xe hơi được, đúng không ạ? Đến hùng mạnh như tập đoàn Vingroup mà làm xe hơi VinFast mà còn phải loay hoay vất vả, còn gặp rất nhiều khó khăn, bởi vì nó đòi hỏi một lượng tiền quá lớn, quá khổng lồ. Như vậy là rào cản gia nhập thị trường rất lớn, đúng không? Vậy chọn những cái ngành mà có quy mô vốn lớn, có rào cản gia nhập thị trường lớn thì ưu điểm là sẽ ít sự cạnh tranh đó, và với cái khả năng tài chính mạnh của mình có thể thu hút được thị trường, mình có thể thu hút được khách hàng, và mình có thể cho khách hàng nhiều thứ hấp dẫn, đúng không? Thí dụ các bạn có thể để ý như là VinFast, đúng không? Họ có thể cho khách hàng rất nhiều thứ, từ bãi đỗ xe, từ voucher đi du lịch, từ voucher mua sắm, từ những cái lợi thế trong hệ sinh thái của họ, để họ ưu điểm để họ bán xe, họ triển khai được rất nhiều những cái lợi thế khác dựa trên cái năng lực tài chính. Hoặc là trong quá trình kinh doanh, nếu mà mình có khả năng vốn tốt hơn, dòng tiền mạnh hơn, thì mình có thể bóp đối thủ bằng cách nào. Ví dụ như mình cho nhà phân phối của mình nợ, đối thủ không cho nợ, đúng không? Thế thì mình cho nợ nhiều hơn, mình thúc đẩy bán hàng mạnh hơn thì đối thủ sẽ khó bán, và mình kiểm soát công nợ tốt thì là mình sẽ có cơ hội thắng. Tất nhiên là nếu mình cho nợ nhiều mà mình không thu hồi được công nợ thì mình cũng chết. Đấy, tôi đang phân tích là gì, nếu mà chúng ta có hiểu rằng là đối thủ yếu thì chúng ta sẽ đánh đối thủ bằng cách là mình có năng lực tài chính mạnh đó, hay là mình có cơ sở vật chất hiện đại, mình có hệ thống trang thiết bị hiện đại, cũng là những cái lợi thế để mình show up, tức là mình khoe ra, mình thể hiện ra cho khách hàng và đại lý của mình biết. Tiếp tục là mình phải xác
định là năng lực, kinh nghiệm marketing cũng là một lợi thế cạnh tranh. Ngày nay thì có rất nhiều sản phẩm là sống nhờ marketing tốt, đúng không? Thế một cái doanh nghiệp mà có ngân sách marketing dồi dào, đúng không? Có kỹ năng và kinh nghiệm marketing vượt trội trong ngành, có đội ngũ ekip marketing tốt, có sự sáng tạo. À, chẳng hạn như các bạn đầu tư vào TikTok. Bây giờ có những anh bán bất động sản của tôi, anh bảo là em bán doanh số khách hàng đến từ TikTok. Có anh bán đá xây dựng cũng doanh số 80% đến từ TikTok. Rồi thì có rất nhiều người làm mỹ phẩm, làm thời trang cũng doanh số bán từ TikTok rất nhiều. Thế thì ở đây là mình tận dụng được các kênh xu hướng như kênh TikTok, kênh Facebook Reels, TikTok Short vân vân, hay là những cái kênh mà mình có thể bán hàng ra nước ngoài như là SC, như là Amazon, như là eBay, thậm chí Alibaba mình bán buôn, và nhiều nền tảng khác mình bán sang các thị trường nước ngoài. Thì rõ ràng là mình có kinh nghiệm về marketing, marketing online, thương mại điện tử. Đó cũng là những cái năng lực cạnh tranh. Nếu như mà trong doanh nghiệp của chúng ta không có cái đội ngũ này, đúng không ạ? Không có nhân sự, không có ngân sách, không có công cụ, chúng ta không sở hữu những cái trang fanpage hàng triệu like, chúng ta không sở hữu những kênh TikTok hàng triệu follow, chúng ta không sở hữu những trang web hàng triệu lượt truy cập, thì chúng ta cũng không có năng lực cạnh tranh gì cả. Và ngày nay thì sở hữu những cái trang fanpage hay là các group hay các fanpage như vậy, hay là các kênh TikTok như vậy, đều được coi là một cái lợi thế cạnh tranh rất mạnh và có thể thu hút được vốn liếng, thu hút được cộng tác, thu hút được những người bạn, vân vân, để từ đó chúng ta mở rộng được thị trường. Đó. Rồi tiếp tục, đấy là năng lực cung ứng dịch vụ, đúng không? Các dịch vụ được chuẩn hóa, các dịch vụ được cung cấp với cái trải nghiệm khách hàng tốt, bao gồm là trước, trong và sau bán, các chính sách chăm sóc khách hàng được thể hiện rõ ràng và được thực thi một cách nghiêm túc, các yếu tố về công nghệ, yếu công nghệ trong sản phẩm, công nghệ sau sản phẩm. Đấy, ví dụ như là chăm sóc khách hàng thì cũng sử dụng công nghệ, đúng không? Gửi email hay là gửi SMS hay là gửi tin nhắn Zalo. Đấy, rồi thì hỗ trợ cho đại lý, hỗ trợ cho khách hàng để khách hàng bán được hàng, để khách hàng sử dụng sản phẩm và có cái trải nghiệm tốt. Hoặc là chia sẻ những bí kíp về nghề nghiệp. Ví dụ như thầy Phan Anh này ngồi chia sẻ về kinh doanh, về marketing bán hàng, thì người ta biết đến thương hiệu của thầy Phan Anh nhiều hơn, người ta biết đến thương hiệu của người bán hàng nhiều hơn, thì từ đó người ta lại yêu quý, người ta lại thấy cần thiết, thì người ta sẽ mua hàng trong tương lai. Thì cái năng lực cung ứng dịch vụ và chăm sóc khách hàng cũng là một trong những yếu tố cạnh tranh rất tốt. Và ngày nay người ta đề cao rất nhiều đến cái khái niệm gọi là trải nghiệm khách hàng. Và chúng ta phải đem đến cái trải nghiệm khách hàng tích cực, một cái cảm giác là wow, tức là họ phải thốt lên là wow, tuyệt vời quá, họ chưa từng được nhận những cái cảm giác như vậy. Nó có thể bắt nguồn từ những cái dịch vụ tiện ích rất nhỏ thôi. Thí dụ nha, tôi nói là trong ngành du lịch chẳng hạn, dễ hơn, ngành du lịch nó là ngành dịch vụ và người ta dễ dàng đem đến những cái trải nghiệm tích cực. Ví dụ như là một cái phòng ngủ, đúng không ạ? Phòng ngủ master, bedroom master thì đẹp, rộng rãi, giường là king size, đúng không ạ? Rồi thì thiết kế theo phong cách châu Âu, rất là rộng rãi. Phòng tắm thì cực kỳ ấn tượng, đúng không ạ? Ví dụ như là bồn tắm dát vàng, rồi thì view khi tắm lại nhìn ra biển, nhìn ra núi, đúng không ạ? Rồi trong cái phòng tắm ấy có những cái decor, những cái trang trí rất là nhỏ xinh, tiện nghi. Rồi thì những cái hóa mỹ phẩm sử dụng thì cực kỳ đắt tiền, cao cấp. Nó đem đến cái cảm giác là vua, là chúa, là những người thực sự là giàu có, đúng không? Rich kid, đấy. Hoặc là những người thành đạt. Hoặc cũng có thể là bạn có một cái khu tắm nhưng mà ở ngoài trời, để đem đến một cái cảm giác thiên nhiên hơn, hoang dã hơn, hoặc là cho tôi những cái kỷ niệm ngày thơ ấu. Thí dụ như chúng tôi ngày xưa còn nhỏ thì chúng tôi tắm ngoài trời, hay còn gọi là chuồng cầy tắm ao ấy, thì vui vui đấy. Tức là có những cái cảm giác thời thơ ấu. Hôm vừa rồi tôi đi du lịch ở một cái resort 5 sao, họ có một cái vườn ao, họ trồng hoa sen rất là lớn.
có lẽ là phải đến mấy hecta, rộng lắm. Thì họ có một cái biển làm cấm hái sen, phạt 500.000. Thế thì tôi rất là tiếc thì tôi lại không nhìn thấy cái biển đấy. Thế thì tôi mới đi xuống dưới tôi hái sen. Thì thực ra thì một vài bông sen mua nó có mấy chục nghìn thôi. Thế nhưng mà mình thích cái cảm giác mình được hái, mình được lội bùn. Đó là cái cảm giác thời thơ ấu của mình. Mình lên thì mới nhìn thấy cái biển đấy mới sợ quá. May quá không bị phạt vì không biết. Ok, ở đây tôi đang nói là cái trải nghiệm khách hàng, đúng không ạ? Nó sẽ là cái từ từng điểm chạm với khách hàng, touching points. Từng điểm chạm là đều đem đến cho họ những cái sự mới lạ, những cái sự hoàn hảo, một cái sự cảm xúc, một cái sự yêu mến, một cái sự tò mò, một cái sự giải trí. Đấy, tất cả những cái gì đó các bạn có thể tạo ra và đều hướng tới một cái sự hài lòng, đều muốn tới một cái sự mới mẻ. Thì nó tổng hòa của các cái điểm chạm cộng vào thì nó sẽ tạo thành một cái trải nghiệm vô cùng tích cực. Đấy, vô cùng tích cực. Đồ ăn ngon, phục vụ nhanh chóng, sự vui vẻ, yếu tố giải trí rất cao, đúng không? Mọi thứ đều hoàn hảo. Hoặc là ví dụ như bạn có một cái căn hộ để cho thuê, căn hộ nằm ở trên đồi. Thế nhưng mà bạn bấm một cái thì cái rèm nó sẽ mở ra và bạn có thể nhìn thấy cả bầu trời sao. Đấy, nếu như mà vào mùa hè bạn ngủ, bạn có thể nhìn thấy cả một bầu trời sao. Đấy, rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Thì đấy là những cái mà chúng ta có thể nói là để nâng cao cái trải nghiệm khách hàng. Hoặc là cái trải nghiệm về công nghệ. Thí dụ như tôi đi xe của VinFast thì tôi thấy là nó có nhiều cái công nghệ hỗ trợ. Mình cảm thấy nó khác hoàn toàn với cái xe xăng. Thì cũng tất nhiên là cũng sẽ phải học, cũng sẽ nó hơi lạ lạ một chút. Nhưng mà mình cũng thích những cái mới như vậy. Con người mà, người ta nói là có mới nới cũ, đúng không? Vâng, và cuối cùng đấy là những cái lợi thế khác biệt. Ví dụ như là dựa trên chính sách vĩ mô của nhà nước, của chính phủ, hay là sự độc quyền tự nhiên. Bạn có một cái khu lợi thế về mặt tự nhiên, khai thác sản phẩm chẳng hạn. Ví dụ như các làng nghề, đúng không? Các sản phẩm ô cốp, hoặc là các cái sản phẩm có yếu tố về mặt tự nhiên, phải là cái khu vực đấy mới trồng được, mới nuôi được những cái sản vật như vậy. Yếu tố về công nghệ, yếu tố về độc quyền phân phối, yếu tố về các cái kỹ năng quản trị. Ví dụ như là mình có kỹ năng quản trị, mình thuê những cái đội ngũ quản trị kinh doanh, quản trị marketing, quản trị bán hàng tốt, và dự báo được những cái rủi ro, cũng như là dự báo được những cái xu hướng phát triển trong tương lai tốt. Thì từ đó với vai trò là CEO thì mình có thể đưa ra được các quyết định là mình sẽ dựa vào cái yếu tố gì để cạnh tranh. Thế thì khi mà chúng ta có được những cái yếu tố cạnh tranh một cách rõ ràng, chúng ta nhìn rõ, kết hợp với cái phần trước đó là chúng ta nói về cái việc là chúng ta sẽ tăng trưởng doanh số bằng cách nào, chúng ta dùng những cái cú đấm như nào để làm sao mà chúng ta vào thị trường nó tốt, đúng không? Những cái cú đấm cực mạnh, những cú đấm mà thị trường nó phải chấp nhận chúng ta. Thế còn nếu chúng ta cứ làm mà lom dom hoặc không tập trung, hoặc là cái lực chúng ta vào thị trường nó quá là yếu, thì chúng ta không tạo được xu hướng và chúng ta có thể dễ bị bật ra ngoài thị trường ngay. Hay quá trình mà đi tiếp xúc với khách hàng, bán được một vài đơn nhỏ nhỏ rồi nhưng không đẩy mạnh lên, không chăm sóc, nó lại bong khách, nó lại mất khách về tay đối thủ. Bởi vì khi chúng ta làm gì đó thì không có nghĩa là đối thủ người ta ngồi yên cho mình làm, thậm chí họ còn phản ứng mạnh hơn, họ còn đầu tư mạnh hơn, họ có năng lực tài chính mạnh hơn, họ có đội ngũ chuyên nghiệp hơn. Đó, thì chúng ta cũng phải tính là trong cái môi trường cạnh tranh là môi trường cạnh tranh động, tức là mình làm, đối thủ cũng làm, rất nhiều đối thủ khác cũng làm. Họ ra đòn liên tục, ra đòn theo giây, theo phút, chứ không phải là ra đòn theo ngày, theo tháng. Vâng, thì cái phần ba la mã này là xác định cái năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Đấy, thì trả lời cho câu hỏi là chúng ta sẽ cạnh tranh bằng cái yếu tố nào. Đấy, và chúng ta hãy xác định theo cái thứ tự và chúng ta xoáy sâu vào những cái lợi thế của chúng ta, dựa trên phân tích về sản phẩm, về dịch vụ, về đối thủ, về khách hàng và về chính bản thân chúng ta, để từ đó để chúng ta lựa chọn ra được cái phương thức tấn công vào doanh nghiệp
và tấn công vào thị trường bằng cách nào. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong các cái video tiếp theo của phần chuyên đề xây dựng bộ phận kinh doanh hiệu quả. Và nếu các doanh nghiệp của các anh chị cũng như là đơn vị của anh chị cần được tư vấn, cần được trợ giúp, cần được hỗ trợ, cần được đào tạo về kinh doanh, về bán hàng, về marketing online, về ví dụ như là Facebook hay TikTok hay Zalo hay là livestream bán hàng hay chạy quảng cáo, thì các anh chị có thể liên hệ với tôi là giảng viên đại học, là một chuyên gia về đào tạo và tư vấn cho doanh nghiệp thực chiến, Nguyễn Phan Anh. Số điện thoại là 0989 623 888. Vâng, 0989 623 888. Các bạn có thể nhìn thấy ở trên slide có đấy. facebook.com/phananhonline, hoặc là kênh YouTube là PA Marketing, website cũng là pamarketing.vn. Xin cảm ơn, xin chào.